Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng Dưỡng Bự Con. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Tuy hôm nay là mùng 2 Tết rồi nhưng mà mẹ tôi vẫn chưa mừng tuổi tôi. Vì thế hôm nay tôi sẽ đi đòi tiền lì xì của mẹ tôi. Tôi mừng tuổi mẹ tôi từ lúc giao thừa mà hôm nay là mùng 2 Tết rồi mà mẹ tôi vẫn chưa mừng tuổi tôi. Thật là bất công. Vì thế hôm nay tôi sẽ làm clip đòi tiền mừng tuổi của mẹ tôi. Tôi vẫn còn bé. Tôi vẫn thích tiền lì xì. Tôi vẫn yêu những bao lì xì. Tôi chưa lớn, tôi vẫn còn rất là bé. Mẹ ơi! Yeah. Mẹ ơi! Mẹ! Sao mẹ không mừng tuổi con? Hôm nay mùng 2 rồi đấy! Mùng 2 rồi! Mùng 2 rồi sao? Tại sao mẹ không mừng tuổi con? Mẹ! Con mừng tuổi mẹ từ đêm 30 Tết, sao bây giờ mẹ lại không mừng tuổi con? Lớn rồi! Lớn đâu mà lớn! Tại sao con là con út trong nhà mà con bé thế này, tại sao mẹ không mừng tuổi? Lớn rồi! Tôi có lớn thế nào đâu, tôi vẫn bé này, các bạn nhìn này, tôi vẫn bé, bé con dưới chân của mẹ này, các bạn nhìn chưa? Tôi rất là bé. Mẹ mừng tuổi con đi. Mừng tuổi đi, mùng 2 Tết rồi. Mùng 2 Tết rồi, tôi muốn lì xì đầu năm để cho may mắn tôi thôi, nhưng mẹ tôi cứ bảo tôi lớn rồi, không cho. Đi. Sao mẹ ăn hết hương dừ luôn? Trời ơi, các bạn nhìn mẹ tôi ăn này. Trời ơi, ăn hương dương, xem tivi. Mừng tuổi con thật à? Mẹ tôi mừng tuổi. Mẹ tôi mừng tuổi. Mẹ tôi mừng tuổi. Ăn để béo, béo mập lên nhá. Mừng tuổi béo mập thôi, chỉ cần nói con béo mập thôi. Mừng tuổi béo mập rồi làm ra nhiều sản phẩm. Sáng tạo ra làm nhiều sản phẩm. Con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ tôi chúc tôi là sang năm mới là béo mập với cả tạo ra nhiều sản phẩm hay cho các bạn. Đấy, mẹ tôi chúc như vậy. Ok, con lại cảm ơn mẹ rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ mở bao lì xì để xem mẹ tôi lì xì cho tôi bao nhiêu tiền. Úi trời, chắc cả 500 nghìn. Tôi khẳng định luôn mẹ tôi xả láng lắm. Không sao. Tuy đó là 1.000 đồng thôi nhưng mà đó là tình cảm mẹ tôi dành cho tôi. 1.000 đồng. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Dù sao tôi vẫn quý cái đồng tiền này. Dù gì cũng là mẹ tôi mừng tuổi tôi. Vì thế tôi sẽ cất đi. Không bao giờ tôi tiêu đồng này của mẹ tôi luôn. Không bao giờ tôi tiêu. Để Tết năm sau tôi mừng tuổi lại mẹ tôi. Cất đi. Thì clip này tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đừng mới là coi trọng đồng tiền lì xì. Vì đồng tiền lì xì này là tấm lòng của người, tấm lòng của người cho ấy, mừng cho mình. Vì thế các bạn đừng bao giờ suy nghĩ là ui sao bà này mừng tuổi ít thế, sao chú này mừng tuổi ui keo thế, ui sao chú này mừng tuổi nhiều hơn mà tôi lại được ít hơn, các kiểu các kiểu. Các bạn tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Dù ít hay nhiều nhưng mà đấy là tấm lòng của người ta tặng cho mình. Vì thế các bạn tuyệt đối không nên suy xét các thứ nhá. Cảm ơn tất cả bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.